Chúng ta cùng quan sát bài toán sau. Bài toán này thì thấy xuất hiện rất nhiều ở trong các đề thi học sinh giỏi cũng như là các cái bài toán thi vào 10, thi vào lớp 10, từ lớp 9 đến lớp 10. Ví dụ như bài này là tính cái giá trị của biểu thức A bằng căn bậc 2 của 1 cộng 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình cộng với căn bậc 2 của 1 cộng 1 trên 2 bình cộng 1 trên 3 bình cộng vân vân cộng căn bậc 2 của 1 cộng với 1 trên 2021 bình cộng 1 trên 2022 bình. Thế để làm được bài này ấy, để làm được bài này thì chúng ta sẽ đi chứng minh rằng để làm được bài này thì ta sẽ chúng ta thấy là đây nó có cái dạng là tổng quát, đó là 1 cộng với 1 trên n bình cộng 1 trên n cộng 1 bình, đúng không để ta sẽ làm được bài này, ta sẽ đi chứng minh rằng ta sẽ đi chứng minh đó là căn bậc 2 của 1 cộng với 1 trên n bình phương, ta là sẽ cái trường hợp tổng quát luôn, 1 trên n cộng 1 tất cả bình. Đó, ta chứng minh cái này nó sẽ bằng 1 cộng với lại 1 trên n trừ đi 1 trên n cộng 1. Đó, ta chứng minh cái điều này. Thật vậy thì để chứng minh được thì ta sẽ cái này ta biến đổi vế trái bằng vế phải đấy. Đây có cái đề thi học sinh giỏi của tỉnh Hải Dương thì phải, nó yêu cầu là chứng minh cái đẳng thức này luôn. Chứng minh cái đẳng thức này sau đó là tính một cái biểu thức A dưới biểu thức A, biểu thức B dưới cái dạng mà đầu bài của biểu thức A này. Thế thì để chứng minh được thì chúng ta có thể bình phương ngay vế bên phải lên, bình phương ngay vế phải lên thì ta sẽ được cái cách để mà chúng ta tách cái này hay nó khác đi là thực ra thì chính là ta sẽ áp dụng cái hàm đẳng thức là mà chúng ta đã biết, đó là A cộng B cộng C tất cả bình này, tức là tổng của ba số bình phương đấy, nó chính là bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng với 2BC cộng với 2 lần CA, đúng không ạ? Thế vậy thì ở trong cái căn bậc 2 này đã có là gì? 1 cộng với 1 trên n bình, tức là 1 bình này cộng với 1 trên n tất cả bình cộng 1 trên n cộng 1 tất cả bình. À, ta chú ý là chúng ta sẽ chứng minh cái điều này với n là số tự nhiên lớn hơn không. Đó, lớn không. Thế thì ta sẽ thêm bớt vào đây, nó có ba cái này là bình phương rồi đúng không ạ? Đây ta nháp một chút thôi, phần này ta nháp. 2AB tức là nó sẽ là có dạng là thêm bớt 2 trên n này. Còn 2BC thì chính là 2 chia cho n nhân n cộng 1 đúng không ạ? 2CA thì chính là 2 trên n cộng 1 đúng không ạ? Đấy. Vậy ta sẽ thêm bớt vào thôi để nó được cái hàm đẳng thức. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy là gì ạ? Thấy là gì ạ? Đấy, ví dụ như đây ta thêm bớt cái đoạn này vào thì ta sẽ phải cái dấu trừ, cái dấu cộng cho hợp lý. Ta thấy 2 trên n nhân n cộng 1 thì nó chính là bằng 2 trên n mà 2 trên n mà trừ đi 2 chia cho n cộng 1 đúng không ạ? Đó, trừ 2 n 1. 2 trên n trừ 2 n 1. Nó có thể nó sẽ bằng giống ngược lại là bằng 2 trên n cộng 1 trừ đi trừ 2 trên n. 2 trên n cộng 1 trừ 2 trên n thì nó sẽ được dấu trừ này. Đó, vậy ta sẽ thêm bớt vào. Đấy, số đấy, cách để chúng ta suy nghĩ để chúng ta thêm bớt, đúng không ạ? Xóa cái phần này đi. Đó, ta sẽ dựa vào cái hàm thức này để ta làm. Lúc đó ta sẽ có này. Sẽ bắt đầu trình bày bài làm. Ta sẽ có này. Căn bậc 2 của là gì ạ? 1 cộng 1 trên n bình cộng với 1 chia cho n cộng 1 tất cả bình
sẽ bằng căn bậc 2 của này. Viết nguyên cái này 1 cộng 1 trên n bình cộng với 1 chia cho n cộng 1 tất cả bình. Cái này nó sẽ cộng với lại 2 trên n đúng không ạ? Cộng với 2 trên n này. Trừ đi 2 trên n cộng 1 này. Trừ 2 trên n cộng 1 này. Trừ đi 2 chia cho n lên với n cộng 1 này. Đúng không ạ? Thực chất thì hai cái này nó trừ với nhau là bằng bằng không. Đây 2 nhân với n này, cộng 2 trừ 2 bằng 2. 2 trên n cộng 1. Chúng ta có thể thấy là vì là đây này, cái này thực chất chính là thêm bớt của cái 2 trên n trừ đi 2 trên n cộng 1 thôi. Đây chính là 2. Nếu trừ đi thì nó chính là gì ạ? Đây, cái vế đằng trước này này. Nó chính là 2n cộng 2 trừ đi 2n, vậy nó chỉ cần 2 chia cho n nhân n cộng 1 trừ đi 2 trên n cộng 1 là hết đúng không ạ? Thêm bớt cái đại lượng này thôi. Chính là thêm bớt cái đại lượng này và quy đồng lên thôi. Vậy thì cái này nó chính là hằng đẳng thức rồi. Đúng không? Nó làm thức rồi. Vậy là chính là bằng. Nó chính là bằng là gì? Căn bậc 2 của thức là sẽ là 1 cộng với 1 trên n và trừ đi 1 trên n cộng 1 tất cả bình phương. Đúng không? Là cộng 1 tất cả bình phương. Mà căn bậc 2 của cái này thì chính là bằng gì? Trị tuyệt đối của 1 cộng 1 trên n trừ 1 trên n cộng 1. Thế nhưng mà 1 trên n trừ đi 1 trên n cộng 1 thì luôn dương rồi. 1 cộng này thì luôn dương. Với n lớn hơn 0 thì 1 trên n bao giờ cũng lớn hơn 1 trên n cộng 1. Đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ cũng là bằng 1. 1 trên n trừ đi 1 trên n cộng 1. Đó. Ta có điều phải chứng minh đúng không ạ? Vậy thì lúc đó ta sẽ áp dụng thôi, ta áp dụng để ta tính biểu thức A rồi, đúng không? Vậy thì lúc đó biểu thức A khi đó này, khi đó thì ta sẽ có được căn bậc 2 của gì ạ? Tức là 1 1 trên 1 bình 1 trên 2 bình sẽ bằng là gì? 1 cộng với 1 trên 1 trừ 1 cộng 2. Tương tự như vậy, căn bậc 2 của gì ạ? 1 cộng 1 trên 2 bình cộng 1 trên 3 bình nó sẽ bằng là gì? 1 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 vân vân cho đến là gì ạ? Căn bậc 2 của gì ạ? 1 cộng với 1 chia cho 2021 bình cộng 1 chia cho 2022 bình nó sẽ bằng 1 cộng với lại 1 trên 2021 trừ đi 1 trên 2022 trừ 1 trên 2022 đúng không ạ? Vậy do đó biểu thức A và A sẽ bằng đó biểu thức A nó sẽ bằng gì ạ? Đó biểu thức A sẽ bằng gì ạ? Cộng lại với nhau đúng không? Đó biểu thức A nó sẽ bằng là gì ạ? Đấy, ta thấy là biểu thức A nó sẽ bằng là gì? Biểu thức A lúc đó nó chính là bằng mà một cộng với một phần một trừ một phần hai
cộng với 1 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng vân vân cộng cho đến 1 cộng với lại 1 trên 2021 trừ 1 trên 2022 đúng không ạ? Trừ 1 trên 2022. Vậy thì chúng ta thấy là cái gì ạ? Cái số trừ 1 phần 2, 1 phần 2 là hết này. Từ vậy 1 trừ 1 phần 3 là hết. Tương tự như vậy đó. Cho đến cái số 1021 là hết. Vậy thì nó sẽ còn là gì ạ? Vậy những cái này sẽ là 1 trừ đi 1 trên 1022. Thế còn 1 đây này, cộng với 1 đây này, cộng với vân vân đến 1 đây này. Đó, 1 này, cộng với 1 này, cộng với 1 này. Đó, nó sẽ có 2021 số 1 đúng không ạ? Là 1 này. Vậy thì A nó sẽ bằng 2021 số này cộng với là gì ạ? 1 trừ đi 1 trên 2022 thì chính là bằng gì? 2022 trừ đi 1 trên 2022 hay nó chính là bằng là gì ạ? 2021 nhân với 2023 trên 2022. Vậy thì với bài toán này thì ta có thể tổng quát lên được đúng không ạ? Tổng quát lên. Ta có thể tổng quát lên là gì ạ? Tổng quát lên. Ta hoàn toàn có thể tổng quát lên. Tổng quát lên thì ta có sẽ cái biểu thức A được tính nó bằng gì ạ? Căn bậc 2 của đề 1 cộng 1 trên 1 bình 1 trên 2 bình căn bậc 2 của đề 1 phần 2 bình 1 phần 3 bình cộng vân vân cộng đến căn bậc 2 của đề 1 cộng 1 trên n bình cộng 1 trên n 1 tất cả bình đúng không? Đó. Vậy thì ta sẽ không áp dụng cái công thức này thôi. N có thể thay vào thoải mái đúng không ạ? Thì ta sẽ được là gì? Ta sẽ được là gì ạ? Áp dụng này thì ta sẽ được là A nó sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 1 trừ 1 2 cộng 1 cộng 1 2 trừ 1 3 cộng vân vân cộng cho đến 1 trừ cộng 1 trên N sẽ có n số 1 đúng không? N số 1 cộng với 1 trừ 1 trên n cộng 1. Đây nó chính là bằng gì đấy ạ? Nó sẽ bằng là n nhân với n cộng 2 mà trên n cộng 1. Bất kỳ.